Vị đồn hẹn hò Ngọc Trinh, bác sĩ Cao Hữu Thịnh thẳng thắn, cả hai độc thân nên hẹn hò cũng không có gì sai. Sau thời gian dài độc thân, mới đây Ngọc Trinh bất ngờ được fan đẩy thuyền với bác sĩ nổi tiếng top Cao Hữu Thịnh. Nguyên nhân là bởi thời gian gần đây, họ thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện và có những cử chỉ thân thiết trên mức tình bạn. Không rõ mối quan hệ bạn bè của cả hai bắt nguồn từ khi nào, nhưng hễ gặp mặt, Ngọc Trinh và vị bác sĩ này lại vô cùng thoải mái cười nói, trò chuyện. Chân dài gốc Trà Vinh còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên trang cá nhân. Trước những nghi vấn hẹn hò, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm. Đáng nói, vị bác sĩ này thể hiện thái độ khá cởi mở và khẳng định nếu anh và Ngọc Trinh có yêu nhau thật thì cũng không có gì sai bởi họ đang độc thân. Đồng thời, anh cũng dành lời khen có cánh cho Ngọc Trinh khi cho rằng cô vừa đẹp, vừa giỏi lại cực kỳ chăm chỉ. Bác sĩ cho hay, tôi và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt và xấu cả. Nếu bạn là người tốt thì mình nhìn cái tốt và chọn cái tốt của nhau để chơi. Ngọc Trinh phải công nhận là đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có. Bên cạnh đó, bác sĩ Hữu Thịnh cho biết tình bạn của anh và Ngọc Trinh xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không vụ lợi. Anh khẳng định bản thân không có nhu cầu mượn danh Ngọc Trinh để nổi tiếng hay đánh bóng tên tuổi, họ chỉ đơn giản là bạn bè quý mến thì chơi với nhau. Có thể thấy, tình bạn của Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh hết sức thân thiết khi anh xuất hiện tại nhà riêng của người đẹp gốc Trà Vinh. Họ không chỉ thoải mái ăn uống, trò chuyện tại tư gia của nhau mà còn lộ diện cùng đối phương trước sự kiện lớn. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là một người nổi tiếng về chữa trị hiếm muộn, được nhiều cặp đôi tin tưởng. Trong làng giải trí, vị bác sĩ này cực kỳ thân thiết với những ngôi sao như Phương Trinh Jolie, Sam, Dương Khắc Linh. Từng có thời gian, anh gặp drama với vợ chồng bà Nhân Vlog, nhưng được nhiều khán giả lẫn các nghệ sĩ đăng bài bênh vực, ủng hộ. Còn với Ngọc Trinh, cô từng có thời gian dài công khai độc thân. Thời điểm tháng 8 năm 2022, người đẹp xác nhận chưa hẹn hò ai suốt 8 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp vẫn chưa công khai thêm bất cứ mối quan hệ nào. Phần lớn thời gian, Ngọc Trinh dành để tập trung cho sự nghiệp, cô đang phát triển công việc kinh doanh và đầu tư vào các thương hiệu làm đẹp. Trước đó, cô từng bày tỏ mong muốn sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, người đẹp dự kiến sẽ thực hiện trong năm nay. Nhiều người đồn đoán rằng đây có thể là một trong những lý do khiến Ngọc Trinh kết nối với bác sĩ Cao Hữu Thịnh và khiến họ dần trở nên thân thiết như hiện tại. Có thể thấy, sức hút của Ngọc Trinh chưa bao giờ thuyên giảm. Đó cũng là lý do khiến bất cứ ai thân thiết với cô đều trở thành nhân vật được dân tình săn đón.